là phấn hoa ong vuông nha cả nhà. Tôi đang cần hàng cho khách. Nửa ký phấn hoa nha. Nhà thấy phấn hoa ong rúi nha. Hàng hiếm đó cả nhà, có một ít thôi nha. Cả nhà nhìn thấy cái mạch nó rỉ ra chưa? Giống như sô cô la khi mà nó biến thành mình nó chuyển hóa thành mạch ha. Cái đây là bệnh con vị chua ngọt nặng nha cả nhà. Chua chua nặng nha, khi nào nó chuyển hóa thành mạch nó có vị chua ngọt nha. Tổ nó non thì nó chua nhiều ha. Tổ nó chín đen, nho đầm thì nó ngọt nha. Khách nào bữa trước chàng tôi có phấn hoa ông đúng không? Tôi đang có một ít nha, lấy báo cho sớm. Này ong vú này hàng rừng hiếm nè nha. Lâu lâu tôi mới thu được một ít nha, canh báo tôi sớm nha. Có một ít khách dặn được ký là còn một ít lấy báo, khách nào lấy thì báo tôi nha. Phấn hoa ong vú cực kỳ bổ dưỡng ha, cả nhà cứ lên mạng tìm hiểu nha, tìm hiểu ở loại ong quý hiếm này nha. Giá tôi mua trực tiếp của danh nha. Hàng mới vừa lên taxi còn hồi tối, giờ tôi phải lại tôi lên nè. Hàng nguyên tổ ở nhà coi tôi chưa bắt nè. Mạch cực kỳ chất lượng nha. Mạch ong vú hiện tại là đắt nhất. Đắt hơn cả mạch Maluka của nước ngoài luôn nha. Mạch Maluka uống không xin bằng cái mạch này nha. Mạch này là tại Singapore, mạch hiệu nó luôn là trên 1 lít, từ 5 đến 20 triệu lít cho bạn nha. Của dân rẻ, bán rẻ nha. Đây là mạch thật nha cả nhà. Mạch nó màu cánh gián ha. Tôi chưa lật được. Đó, đang có sẵn ha, cần cứ báo tuấn nha. Tôi đang lọc hàng để giao cho khách này. Số lượng không nhiều nha, khách nhanh tay nha. Hàng này có ưu tiên những người bệnh ha, những người bệnh nhân ung thư với những người đang có nhu cầu cần hàng này để chữa bệnh trước nha. Cả nhà nhìn thấy cái tổ mạch nó đặc biệt ha, mạch ong rú nha cả nhà, ong vú nha cả nhà. Rừng nha cả nhà. Những tổ mạch này mạch già cả nhà nhìn thấy không? Khi nó non mấy cái mạch này này, cái phấn này nó chuyển hóa này. Khi mà nó chuyển hóa hết cái phấn này thành mạch thì nó ra cái dạng này, là mạch nó còn trong cái bầu nữa cả nhà. Sáp ong vú cũng chữa bệnh nha cả nhà. Cần cái báo túi á. Mạch này nó dẻo nha cả nhà. Cái sáp nó dẻo. Mạch này vì chua ngọt nha cả nhà, mạch đậm thì nó con vú nó nhỏ nha cả nhà. Đây là phấn hoa cả nhà, thấy dạng viên to không?